Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Đây là video mình sẽ chia sẻ với các chị về cái vận hạn 6 tháng cuối năm của năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi của các chị. Một trong những cái tuổi mà bị tam thai năm nặng, từ 2019 là tam thai năm nặng nè ha, 2020 năm nhẹ và 2021 là năm nhẹ. Tuy nhiên năm nay chữ Đinh của Đinh Tị khắc chữ Tân về thiên can, cho nên là mọi việc ở trong cái năm này cũng không có khá hơn bao nhiêu so với cái năm 2019, năm tam tai năm nặng. Cộng với vận thế của năm đang là rất xấu khi dịch bệnh hoành hành khá là nhiều, cho nên là người Đinh Tị tài lộc không tốt, sức khỏe cũng gọi là có chút vấn đề, đặc biệt là cái phần buồn phiền về gia đạo tình cảm khi có cái sao trụ thủy dị chủ thủ mệnh ở trong cái năm tam tai cuối cùng này. Thì như đã chia sẻ ở phần tử vi vận hạn của 6 tháng đầu năm, năm Tân Sửu năm 2021, thì mình đã có làm cái phần tử vi rồi. Bây giờ mình chỉ nhắc sơ lại sao hạn vận niên để tóm tắt và mình đưa vào cái vận trình 6 tháng cuối năm thôi. Để nhiều khi là có cái các chị mà chưa xem cái vận trình cũng như là cái tử vi vận hạn 6 tháng đầu năm thì coi cái này cũng có thể hiểu được. Người Đinh Tị sẽ là những người sinh từ ngày 18 tháng 2 năm 1977 dương lịch cho đến ngày 6 tháng 2 năm 1978. Đó là những người chịu sự chi phối của tuổi Đinh Tị, tử vi của tuổi Đinh Tị, tức là chịu sự chi phối của cái tử vi mình sắp chia sẻ đây. Người là mạng thổ, sa tương thổ. Người mạng thổ thì gặp một năm thổ thì gọi là bổn mệnh, sức khỏe không có vấn đề gì quá đáng. Đồng hàng mà cùng người mạng thổ thì nếu có bệnh hay là có nạn thì cũng nhẹ, không có nguy nan tới bổn mạng. Sao thủy diệu là sao chủ của năm Tân Sửu năm 2021, chiếu mệnh cho người Đinh Tị. Thì sao này á, thì người ta thường hay nói là có chuyện buồn đưa tới, đặc biệt là tan môn hoặc là những cái việc không tốt đẹp trong gia đạo tình cảm. Dù gì đi nữa thì đây là một năm tam tai, dù rằng năm cuối thì có thể là thị phi nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng có thể là tai ương rồi tai nạn rất dễ xảy ra. Sao thủy diệu là một phá tinh, người có sao thủy diệu chiếu mệnh á, thì có thể là tài lộc tốt, tuy nhiên gia đạo thì đặc biệt rất dễ có chuyện buồn đưa đến. Nếu có tan môn đáo cung tam hợp hoặc thì dễ có tan trong gia đạo. Sao thủy diệu thì tốt cho người mệnh mộc thì nó hành thủy mà, nhưng không tốt cho người mệnh thổ. Hạn của năm là hạn toán tập. Hạn này thì hay đem lại trở ngại va vấp trong nhiều cái công việc làm ăn cũng như các mối quan hệ trong xã hội. Gặp hạn toán tập á, thì ra ngoài cẩn thận những cái lời ăn tiếng nói gây thị phi tai tiếng. Vận niên của năm thì là vận niên tốt, vì dù đây là năm tam tai năm cuối, khi là vận niên là kê giáp viên, tức là gà về vườn đó. Thì hình ảnh con gà về vườn tức nói năm nay là một năm vui vẻ hanh thông, có ăn có mặc, tuy nhiên đừng có quá lo lắng về cái việc công danh và tiền bạc nếu vẫn là đường cũ mà đi. Cầu tài thì dễ được tài khi có vận niên kê giáp viên, đúng không? Rồi thiên can thì chữ Đinh của Đinh Tị sẽ khắc chữ Tân của Tân Sửu. Thiên can mà tương khắc năm, công việc dễ gặp chống phá khó khăn, kiện thưa đáo tụng đình. Tuy nhiên mình là người sẽ được việc, nhưng nó lật rắc rối này kia dữ dắm, kết hợp với lại cái hạn toán tập thì rất là dễ gặp trở ngại va vấp, đặc biệt là tháng 4 vừa rồi, tháng Quý Tỵ, chữ Quý thì khắc chữ Đinh nữa, cho nên là đặc biệt khó chịu. Rồi địa chi thì Tỵ, tuổi Tỵ gặp năm Sửu là tam hợp Tỵ Dậu Sửu, tuy nhiên đây cũng là năm tam tai, rất có cái cung bậc ở trong cái năm này nó thay đổi liên tục. Có thể tháng 4 đang buồn du tùm lum hết, nhưng mà qua tháng 5 thì mọi chuyện nó rất là tốt đẹp ở trong cái công việc, nhưng mà đến cái tháng khác nữa, thí dụ như đến tháng 7 thì là không tốt đẹp tiếp về gia đạo tình cảm, nhiều thứ. Đó là cái cung bậc ở trong cái năm này nó thay đổi liên tục, làm cho cái người Đinh Tị nữ mạng nhức đầu chóng mặt lắm.
Rồi, đó là cái phần tử vi nhìn sơ ở bên ngoài. Còn bây giờ mình vận vào 6 tháng cuối năm. Tháng đầu tiên của cái vận trình 6 tháng cuối năm, năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn của người Phật giáo. Tháng này là tháng Bính Thân. Tháng Bính Thân là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh á, là hỏa của tháng sinh thổ của bản mệnh. Bản mệnh được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng tốt đẹp, không có vấn đề, không phải lo nghĩ gì. Thậm chí là phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi và phát sáng. Nếu như trong tọa cung tiểu vận và tọa cung tiểu hạn có phượng cát và giải thần. Thiên can bính đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cho nên tháng 7 tuy là tháng cô hồn, ai bị gì bị, nhưng mà người tuổi tỵ thì cũng không có bị vấn đề nặng nề ở trong cái tháng 7 âm lịch này. Địa chi thân tỵ thì nằm trong cái bộ tứ hành xung, dần thân tỵ hợi. Bộ tứ hành xung này rất đặc biệt. Thân với tỵ tí sát nhau trong bộ tứ hành xung, thường nó là chính xung hoặc là lục xung, nhưng bên này nó lại là lục hợp luôn. Thân tỵ vừa là lục xung, vừa là nằm trong bộ tứ hành xung, vừa là lục hợp, cho nên là cái gia đạo tình cảm ở trong tháng này có thể là sẽ có buồn phiền âu lo một chút, nhưng bên ngoài tình cảm ở bên ngoài người có thể gặp quý nhân giúp đỡ, nếu như công việc hoặc là những cái đối tác làm ăn của mình gặp cái việc bế tắc, sẽ có người giang tay của mình giúp đỡ mình. Tuy nhiên cái tháng này nè, là người đính tỵ đó, nhất là người đính tỵ nữ mạng, giác quan thứ 6 rất mạnh, và tháng này là tháng cô hồn, tháng xá tội vong nhân, cho nên dễ hay thấy bậy và dễ gặp những cái nạn không có cần thiết. Nếu như người đó là một cái người gọi là có nghiệp, dễ bị báo nghiệp ở trong tháng này, đúng không? Rồi tiếp tục là tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng này là tháng Đinh Dậu. Đinh Dậu thì thuộc hỏa, tiếp tục là một tháng sinh tương sinh về bản mệnh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lợi mà phát huy tác dụng. Thiên can chữ đinh của đinh tỵ và chữ đinh của đinh dậu là đồng hàng, công việc thuận thành hanh thông, thậm chí là có tài lộc lớn. Vì sao? Vì địa chi của cái tháng dậu này gặp cái tuổi tỵ của các chị là tam hợp tỵ dậu sửu. Bộ tam hợp này dễ đem đến may mắn trong không những trong gia đạo đâu, mà còn cho những cái mối quan hệ công việc đối tác, thậm chí là rất dễ gặp quý nhân đưa đường dẫn lối mà mình được kiếm được tiền. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tháng Mậu Tuất. Tháng này là một tháng mộc. Tháng này không tốt đẹp cho người mệnh thổ của các chị. Vì sao? Vì mộc của tháng sẽ khắc thổ của bản mệnh. Tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng tai nạn phạm thân, thậm chí là nguy nan tới bổn mạng của mình. Nếu đặc biệt là các chị sinh vào tháng 4 âm lịch và tháng 10 âm lịch, các chị sinh vào hai cái tháng đó thì nhớ cẩn thận sức khỏe và bổn mạng ở trong cái tháng 9 này. Thiên can đinh mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Đinh thì nạp âm là hỏa, mậu là thổ, đây là nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất. Tháng này như vậy chắc rất dễ suy hao tài lộc nha. Địa chi thì tỵ tuất không xung không hình không hại, không có tương hợp nhau, đây là địa chi bình hòa, cho nên là gia đạo tình cảm cũng không có cái gì là quá buồn phiền âu lo. Tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 âm lịch là tháng Kỷ Hợi. Tháng Kỷ Hợi thì tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng, mộc khắc thổ, tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng tai nạn phạm thân, nguy nan tới bổn mạng của mình. Địa chi đinh kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tháng này mạng và cái thiên can khá giống nhau. Vì sao? Vì chữ kỷ thì thuộc thổ, mậu kỷ thuộc thổ, đinh thì thuộc hỏa. Đây là nạp âm ngũ hành sinh xuất của thiên can, giống như tháng 9, rất dễ suy hao tài lộc, nhưng mà không quá lớn, hoặc là nằm trong cái sự đầu tư tính toán của các chị. Tuy nhiên tháng này thì không tốt đẹp về địa chi khi tỵ hợi, dần thân tỵ hợi. Tỵ hợi nằm sát nhau trong bộ tứ hành xung, người ta gọi đây là chính xung hoặc lục xung. Gia đạo sẽ cẩn trọng chuyện không vui, thậm chí là với cái sinh xuất về thiên can cộng với cái lục xung trong địa chi như thế này, coi chừng bị lường gạt về tiền bạc, ký tá, giấy tờ thì phải cực kỳ cẩn thận ở trong tháng này. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng Canh Tý.
tháng Canh Tý thì là tháng Thổ. Như vậy xét về trụ mạng, Thổ sẽ đồng hành bổ mạng và sức khỏe của người đinh tỵ nữ mạng sẽ không phải lo lắng gì trong tháng 11. Ok, tốt đẹp. Thiên can đinh canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. À, cho nên tốt đẹp, cũng không có vấn đề gì quá lớn ở trong công việc làm ăn, sẽ bớt những cái khó khăn. Tháng này trở đi thì vận chuyển của người đinh tỵ nó sẽ thay đổi. Địa chi tý tỵ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên gia đạo tình cảm của tháng này sẽ là tốt đẹp, không có phải như tháng 10 bị nhiều cái xung khắc, đúng không? Tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng Tân Sửu luôn. À, tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu chắc chắn là một tháng Thổ. Như vậy Thổ sẽ đồng hành bản mệnh sức khỏe tốt, không gặp khó khăn, phúc tinh tài tinh, vì thế nó cũng được chúc hưởng lại. Thiên can thì thật sự không tốt đẹp, vì chữ đinh của đinh tỵ sẽ khắc chữ tân, cũng giống như là năm vậy, đinh khắc tân. À, thiên can khắc tháng, cẩn trọng suy hao trong công việc tài lộc, có người chống phá. Tháng này rất dễ vướng thị phi luôn nha, chứ không phải đơn giản, vì thị phi trong công việc không phải là thị phi trong gia đình. Địa chi tỵ dậu sửu nằm trong bộ tứ hành xung. Tháng này là khá đẹp về cái gia đạo tình cảm của mình, không có quá nhiều cái sự xung khắc ở trong cái phần địa chi. À, như vậy thì là tháng 12 sẽ phải chú ý đặc biệt ở phần công việc của người đinh tỵ nữ mạng. Có thể tháng này nhiều khi mà mình đi làm cả năm, tháng này tính đi thu nợ mà thu không được đâu, cho nên nếu mà gặp chuyện đó thì cũng đừng có buồn, vì đây là năm tam tài năm cuối, nó sẽ phải còn những cái trúc chắc trục chặt không được tốt đẹp. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái vận trình 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021 đối với người nữ mạng tuổi đinh tỵ. Bên cạnh khá là nhiều điều khó khăn ở trong cái vận trình thì cũng còn đó những cái điều tốt đẹp. Các chị phải chú ý cho mình thật nhiều vào cái tháng 10, không nên để những chuyện lớn hoặc là phải cẩn trọng thật nhiều ở trong tháng đó, vì tháng đó rất dễ suy hao tài lộc cộng với lục xung. Bản mệnh khi mà cái sao thủy diệu nó cũng hoành hành mạnh ở trong cái tháng này. À, đúng không? Rồi, các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây. À, để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.